Thưa các bạn, xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với luồng live của Bilas VN. Chúng tôi đang gửi đến quý vị và các bạn các hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là vòng 1 của nội dung 10 bi. Trận đấu mà chúng tôi mang lại cho các bạn đây là trận đấu giữa cầu thủ Phạm Phương Nam của đoàn Hà Nội và cầu thủ Dương Đắc Tiến của đoàn Hưng Yên. Đây là một sự đổi gió nho nhỏ so với cả trận đấu mà tôi đã bình luận cùng các bạn trong vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Đây là trận đấu đầu tiên của nội dung 10 bi. Và thể thức của 10 bi thì là chỉ đánh đến 7 thôi, vẫn là phá luân phiên và loại trực tiếp. Vâng, thưa bạn, vòng 1 giải vô địch quốc gia Vilas Snooker năm 2024 được tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng nhãn hàng A+. Và các trận đấu thuộc nội dung 9B và 10B được Boxsport sản xuất và gửi đến các bạn qua các kênh trực tiếp của VN. Vậy xin các bạn hãy đăng ký và bật thông báo để đừng bỏ lỡ những cái trận đấu rất hấp dẫn của vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Mình là Cường Trần, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong các trận đấu của vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Như vậy là hai trận bán kết nội dung 9B đã kết thúc rồi. Ở trận bán kết thứ nhất thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên vượt qua cầu thủ Nguyễn Bảo Châu với tỷ số 9-6. Còn cầu thủ Nguyễn Xuân Chính của đoàn Hòa Bình đã vượt qua cầu thủ Cao Văn Hào của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 9-7. Hai trận bán kết rất hay, đặc biệt là trận bán kết cầu thủ Đỗ Thế Kiên và cầu thủ Nguyễn Bảo Châu. Mình đang chờ thông tin từ anh em kỹ thuật trực tiếp từ nhà thi đấu, sẽ gửi đến các bạn tin tức nhất về thời gian của trận chung kết 9B các bạn nhé. Và như chúng ta đều biết thì cầu thủ Phạm Phương Nam trên màn ảnh chúng ta là một cầu thủ thuộc hạng Việt Nam, top 5 gì đó. Đây chính là cầu thủ Phạm Phương Nam, là một cầu thủ chuyên nghiệp đây. Ở trận chung kết nội dung 9B thì sẽ là cầu thủ Đỗ Thế Kiên gặp cầu thủ Nguyễn Xuân Chính. Nào, màn thi sổ băng của hai cầu thủ. Và cầu thủ Phạm Phương Nam là người sẽ giành quyền phá bi trước ở ván đấu đầu tiên. Quyền phá bi trước này nó quan trọng ở chỗ là nếu mà trận đấu lên hiu hiu thì người phá bi ở ván đấu đầu tiên sẽ là người chúng ta thi đấu là thể thức
phá luân phiên. Các bạn của nội dung 10B này chúng ta sẽ thi đấu đánh đến 7 thôi, mỗi trận đấu sẽ chỉ đánh đến 7 thôi và vẫn là loại trực tiếp. Đây có thể nói nhanh là vòng 256 cầu thủ. Thủ phá bị khá mạnh của thủ Phạm Phương Nam. Chúng ta cùng xem con số 1 này có thể đánh vào lỗ góc phía trên bên trái được hay không. Vâng, thưa bạn Vượng Nguyễn Đình, đó là luật của giải Predator 10B thế giới, còn ở Việt Nam mình các điều luật cũng chưa quá khắt khe như vậy. Rồi, thì cộng bi số 1 ăn bi số 5 rất chính xác của thủ Phạm Phương Nam, như vậy là con bi chìa khóa đã được tháo gỡ rồi. Cầu thủ Kiên Pháp đã thắng cầu thủ Nguyễn Bảo Châu ở trận bán kết nội dung 9B các bạn nhé. Chắc là trận chung kết sẽ diễn ra sớm thôi. Rồi, như vậy là một cái hình bi cho con bi số 2 ra con bi số 4 và giữ má để lấy con bi số 4 sang con tài phía bên trái đều con bi số 6. Một tình huống xử lý tốt của con thủ Phạm Phương Nam. Sẽ rất bất ngờ nếu con thủ Phạm Phương Nam không thể dứt điểm được cái ván đấu này. Thưa bạn, mình chưa có dịp để thử ngọn Capro, mình không có cái thích thú lắm với những ngọn công nghệ, cho nên là mình thường cố gắng tránh xa công nghệ, không muốn thử, không muốn chơi. Với mình thì nó là một cái gì đó nó không phải thuộc vào cái gì mình ưa thích, cái phạm trù mình ưa thích. Nhưng mà có dịp thì mình sẽ thử. Mình cũng có thử một vài ngọn là carbon rồi, ví dụ Predator của Qtech và của Nest đánh giá là ngọn Qtech là một ngọn rất là tốt, còn của Nest thì khó đánh hơn. Ngọn của Predator thì mình thấy cũng bình thường thôi. Vậy là có lẽ bàn trung tâm là bàn số 3 đang chờ trận đấu chung kết của nội dung 9B rồi các bạn. Chúng ta có trọng tài Nguyễn Tiến Trung là phó ban trọng tài của Liên đoàn BA Việt Nam đang ngồi ở đó về trận đấu đó. Và một tình huống mà cầu thủ Phạm Phương Nam đã phải va chạm vào cái bi số 8. Hướng đó thì có thể cắm bi cái ít hơn để đánh con bi cái đi dưới cái bi số 8 và đánh cái bi số 8 vào lỗ giữa bàn bên trước phải, nhưng mà có lẽ là hướng đó cũng đánh khá phải rén tay nên cầu thủ Phạm Phương Nam đã không thực hiện cái phương án đó mà chủ động va chạm vào bi số 8. Con bi xanh đó là con bi số 10. Đây là nội dung 10B rồi các bạn nhé.
tình huống Châu về có lẽ hơi bị quá lực rồi, đúng rồi, đúng là hơi bị quá lực một chút ở con bi số 10. Nên cầu thủ Phạm Phương Nam vẫn chỉ lỗ, và con này thì chỉ hơi mỏng một chút thôi, chứ còn khả năng đánh ăn vẫn là 99%. Và tỷ số được mở với thủ Phạm Phương Nam rồi, một ván đi chấm ở ván đấu đầu tiên cho đại diện của đoàn Hà Nội. Vâng, thưa bạn Money, mình là người chơi gậy thủ công và mình chơi ngọn công luôn. Cây của mình là chui được làm một người thợ bên Mỹ tên là Joey Bautista. Vâng, ngay khi mà trận bán à trận chung kết nội dung 9B bắt đầu ấy, thì bọn mình sẽ có một cái luồng live song song để các bạn hình ảnh chung kết. Chắc chắn là bọn mình sẽ không thể bỏ lỡ được cái trận chung kết đó rồi. Vâng, bạn nào cũng bấm giờ các bạn nhé. Mỗi cú đánh ở giải đấu này, mỗi cú đánh sẽ có 40 giây. Mỗi cầu thủ sẽ có một quyền gọi thêm giờ là 40 giây nữa cho mỗi ván đấu. Cầu thủ Phạm Phương Nam thì dùng chuôi exit và ngọn energy 5 ạ. Cú phá bi với lực khá mạnh và đưa con bi số 3 đi 4 băng. Ăn vào lỗ cuối bàn phía bên trái rồi. Một tình huống không ăn được hai con bi vào lỗ giữa bàn nhưng mà được đi đúng kia và đủ lực để rơi xuống lỗ giữa cuối bàn phía bên trái. Nhưng mà không có đường ăn bi số 1 nên cầu thủ Đắc Tiến sẽ phải thử pha thủ bi. Thủ bi đuôi sang con bi số 2 rồi, một tình huống thủ bi. Mặc dù vậy đây không phải là một tình huống thủ bi quá ác khi mà khoảng cách đến con bi số con bi cái đến con bi số 2 là không đủ gần. Như vậy là cầu thủ Phương Nam à như vậy là với cái động thái từ cầu thủ Phương Nam này thì có vẻ là vẫn còn cùng để chạm với số 1. Không phải đâu bạn Mani ơi, cái ngọn đó thì nó rẻ hơn là ngọn vệ rất nhiều. Bây giờ là một cái thời đại mà mình cảm giác là ai chơi được công thì sẽ được lợi hơn về giá. Tầm 5 7 năm trước thì công nó sẽ đắt hơn vậy nghệ, nhưng mà bây giờ thì vậy công nghệ lên giá quá nhiều rồi. Con bi số 1 mà cầu thủ Phạm Văn Nam vừa thực hiện chính xác, và cái ý đồ là cũng đưa con bi cái lên để điều con bi số 2 mà lỗ góc phía sau như thế này, vì ở lỗ góc gần con bi số 6 kia thì đã không còn đường rồi. Nội dung của bi này thì cơ thủ hàng đầu như là Lương Dũng Hoàng thì không tham gia, thì anh cũng đã vào đến vòng chung kết của giải vô địch quốc gia năm 2024 rồi các bạn nhé, anh đã được vào thẳng. Tiếp tục thi đấu cơ bản số 16 ở tầm 168 giữa hai cầu thủ Kim Hồng Thái của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ Nam Phạm thì không tham gia các cái giải ở bên Las Vegas rồi. Như vậy là từ hôm rồi cầu thủ Nam Phạm đã muốn chạm lên phía trên cái số 5 cơ, chứ không phải là chạm ở dưới như vậy. Chạm trên cái chạm phía trên còn bị số 5, tức là phải cô về thêm một chút nữa. Còn thưa bạn là trận chung kết nội dung khi đang chuẩn bị được diễn ra ở bàn bên cạnh, bạn có thể thấy là cầu thủ đang đắp gậy là cầu thủ giữa sân chính.
Trận đấu đó cũng sẽ được chúng tôi live trên một luồng song song với trận đấu này trên YouTube và Facebook VLASVN. Rất mong các bạn theo dõi. Trở lại bàn thì cầu thủ Phạm Phương Nam đã thực hiện một pha a băng à một pha thủ biến rất là tốt và yêu cầu của cầu thủ Đắc Tiến trong tình huống này là phải thể hiện một cú a băng rồi đi được. Có hai con bi chướng ngại cơ. Chướng ngại băng chạm vào con bi số 5. Nhưng mà sẽ là va chạm vào con bi số 8 sẽ khiến con bi số 5 có được đánh vào lỗ góc phía dưới bên trái. Thưa bạn là chung kết nội dung 9 bi giữa hai cầu thủ Đỗ Thế Kiên và cầu thủ Nguyễn Phúc Sinh. Còn đây là lượt đấu đầu tiên của nội dung 10 bi. Nội dung 10 bi này thì các trận đấu sẽ chỉ diễn ra đến 7 thôi. Chúng ta sẽ có 13 ván thay cho đến 9 như là nội dung. Cầu thủ Nam Phạm này không có thành tích tốt ở vòng chung kết nội dung 10 bi năm ngoái nên anh có loại ở năm anh ở vòng 1 này. Nhưng mà nội dung 9 bi thì anh đã lọt vào vòng chung kết rồi. Còn một tình huống đánh với lực khá lớn để tán con bi số 7, con bi số 8. Với góc ở góc đánh con bi số 7 là không được nhiều và cầu thủ Phương Nam đã phải dùng lực khá lớn. Ở chung kết 10 bi à chung kết 9 bi thì sẽ diễn ra ở một hai bàn bên cạnh đây không các bạn ơi. Đã chuẩn bị diễn ra rồi, cầu thủ đang khởi động rồi. Các bạn có thể thấy hình ảnh của bàn kia bàn số 3 đó là sẽ là bàn diễn ra trận chung kết nội dung. Tiếp tục thi đấu trên bàn số 5 ở lượt trận 6 môn 9. Nguyễn Quang Thu của đơn vị Bình Dương và Ngô Chí Trung của Hưng Yên. Thưa bạn, trận chung kết nội dung 9 bi cũng được chúng tôi tường thuật tiếp trên một luồng song song với trận đấu này các bạn nhé. Cũng trên YouTube và Facebook và Bilas cũng viết không phải như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam đã đánh trượt con bi số 10 trong tình huống vừa rồi các bạn. Rất bất ngờ thì đến con bi số 10 đánh một lỗ giữa bàn cũng không quá khó. Cầu thủ Dương Đắc Tiến đã nhận được món quà từ cầu thủ Phạm Phương Nam rồi. Chín bi năm ngoái ở vòng 1 thì của Mạnh Xuân Vân Bá Mạnh đã vô địch cả những chín bi và 10 bi. Chúng ta đến với vòng đấu thứ ba và cầu thủ Phạm Phương Nam phá bi. Vâng đúng rồi các bạn ạ, 16 cầu thủ vào đến vòng 16 của vòng 1 thì đã có tên trong danh sách đi vòng 2 rồi. Và là đến trận chung kết để tìm ra người xuất sắc nhất ở vòng loại thôi, không có gì mà dừng lại ở cái vòng 16 cả, dừng lại nữa. Hơi bị thiếu kịch tính.
phá chết người thì bốc lên đặt lại vào cái chấm cuối bàn nữa. Có bạn hỏi HI là đoàn nào? HI là đoàn Hưng Yên bạn nhé. Đây là năm đầu tiên mà đoàn Hưng Yên và tham gia giải vô địch Billard Snooker toàn quốc. Con 10 bi thì không có golden break đâu bạn. 10 bi luật là con 10 phải là con được đưa xuống lưỡi cuối cùng thì mới là mình đoán thắng. Lượn nếu bằng cách nào đó phá chết 10, cộng chết 10, dò chết 10 thì được 10 lên và đặt vào chấm cuối bàn tiếp tục. Không phải đoàn Hưng Yên, không phải là Kang Kinh Team đâu bạn. Kang Kinh thì cũng tài trợ cho cầu thủ Phạm Phương Nam, nhưng mà cầu thủ Phạm Phương Nam đang đánh ở Hà Nội. Chúng ta có thấy một tình huống đi số 7 ở bên số 8 đang rất khó xử lý kia. Không biết là cái thủ phạm Âu Nam quyết định điều có đi số 7 cộng với số 8 hay không. Nếu mà điều thì sẽ phải cố gắng đánh con bi cá nó vào sát với băng. Để khi mà cái đường cộng mà thực hiện cái đường cộng thì con bi số 7 sẽ đẩy ra phía ngoài băng và con bi cái cũng sẽ hướng ra ngoài băng. Và hạn chế được cái khả năng phải đánh con bi số 7 khó. Ôi, một tiếng va chạm với số 10. Quên lắm, một tiếng va chạm với số 10 nhưng mà may mắn cho Phạm Phương Nam là con bị không bị ảnh hưởng. Đường cộng này vẫn là đường cộng tốt. Rồi nhưng mà cầu thủ Phạm Phương Nam lại không đánh đứng con bi cái lại đó mà lại lên trên. Về cú lê đó đã tạo ra một cái hình con bi số 7 khó rồi. Các bạn không biết là anh Kiên Magic có đánh một bi hay không, anh Kiên ở cả 9 bi cả 10 bi. Ở 9 bi thì rõ ràng anh đã lọt được 2 rồi, nhưng 10 bi thì mình không rõ nữa. Bàn trận chung kết 9 bi được chúng tôi live ở luồng song song đấy. Đúng là trận chung kết ở U19 B sẽ diễn ra ở bàn bên cạnh. Ở chung kết 9B là cầu thủ Đỗ Thế Kiên với cầu thủ Nguyễn Xuân Chính ở Hòa Bình. Là một cú đánh mà cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ hướng bi số 7 về cái lỗ góc bên trái. Họ lại thực hiện không thành công rồi. Đánh rất là khó, cú đánh rồi là cú đánh khó, rất nhiều cầu thủ sẽ phương án là thủ bi trong cú đó. Tung con bi số 7 lên một băng và tung lên phía băng ngắn phía đầu bàn và bi cái lại xong đi 10 cho đúng rồi. Còn tao thì thấy là cú đánh con bi số 7 ở khoảng cách xa và thẳng của thủ Dương Đắc Tiến chính xác. Anh còn chỗ con bi cái về để đánh con bi số 9 vào lỗ giữa bàn được. Xử lý cơ bản rất tốt của cầu thủ Dương Đắc Tiến.
Và như vậy là tỷ số nâng lên 2-1 cho cầu thủ là Hưng Yên, Dương Đức Tiến. Vâng, thưa bạn, như vậy là cái trận đấu chung kết của những chiến binh đã được chúng tôi đang phát trên một luồng song song trên của Facebook các bạn nhé, có thể đồng hành theo dõi cùng hai trận đấu này. Ra còn đến với vào đấu thứ tư và người phá bi là cầu thủ Dương Đắc Tiến. Phá bi không tốt, phá bi không ăn được bi nào cả, và chúng ta có thể thấy là cầu thủ Dương Đắc Tiến không có được độ tĩnh trong phá bi vừa rồi. À, xong là anh đã nhấc người và gậy lên rồi, vừa đẩy xong. Ra thì thấy cái đường phạt Phương Nam vào bàn và thực hiện xịt cái áp phê bên ngoài cách xa, mục đích là ăn con bi số 1 và cũng giữ cái đi hai băng được hai nữa, nhưng mà một vừa rồi đã bị dày rồi. Thấy là 10 bi nó khác 9 bi khá nhiều khi mà các phá khó hơn, phá thường không ăn được nhiều bi và các tình huống càng 10 bi nó sẽ nhiều hơn là những cái đấu 9 bi các bạn. Thêm một con bi thôi nhưng mà hình bi nó sẽ khó hơn khá là nhiều. Ở tình huống này cầu thủ Phạm Văn Nam sẽ phải cẩn thận cho việc điều bi số 4 ra bi số 5, phải lấy đúng và không bị đuôi sang con số 8 và từ đó điều ra con số 4 được. Tuấn là trận chung kết của U9 Bi cũng đang được chúng tôi tường thuật ở một mùa sau sau nhé. Các bạn có thể vào YouTube hoặc là Facebook của Bi để xem cái trận đó. Vâng, trận chung kết đã được bắt đầu rồi đó. Vâng, các bạn, nội dung 9 bi mới là lên 9, còn nội dung 10 bi thì tất cả các trận đấu đều phải lên 7. À, tình huống chô con bi số 5 này, con bi số 6 của thủ Phạm Phương Nam, con bi số 6 này có má đánh. Dù cũng đối thẳng nhưng mà đầu gậy không bị hạn chế thì bi cái cũng bị sắp băng, sẽ làm đánh đưa bi cái đi ở cu lê hai băng, thêm một băng nữa ở bên dài bên trái đều bị số 7. Rồi, lượt xuống hẳn đi cũng được, tại vì là một cái hệ của mưu số 8 sẽ tự nhiên không phải có nhiều áp phê nào.
Cầu thủ Phạm Phương Nam là người với thi đấu với rất là tỉ mỉ. Chúng ta xem có thể thấy là rất là kỹ càng và phần hơi chậm. Nhưng mà Bia như vậy nó thể hiện đúng con người các bạn. Nhưng Phạm Phương Nam bên ngoài thì cũng là một người rất là chỉn chu và cẩn thận trong mỗi việc mình làm cho nên. Và Bia thì nó cũng như vậy thôi. Nó cũng là cứ và con đi số 10 này tỷ số sẽ được cân bằng hai đều. Như vậy là tận dụng cú phá không ăn được bi nào của cầu thủ Dương Đắc Tiến, nhưng cầu thủ Phạm Phương Nam đã dọn hết bàn. Đúng rồi, thưa các bạn, đánh chậm thì nó có một cái lợi là mình không bị cuốn, có thể thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị, nhưng mà nó lại làm cho cái nhịp độ trận đấu, cái độ hưng phấn không hay cao được, nên là cái độ đột biến thường nó sẽ bị hạn chế. Mình thì không phải là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cái nhịp độ đánh quá chậm. Đối với mình thì Bia nó phải có cảm xúc và nó phải có một cái yếu tố nào đó, yếu tố bay bổng nữa, tức là vào trận phải thể hiện những đường cơ nó đem lại sự hưng phấn và thể hiện được cái sự hưng phấn đó trên cái chiều dài của một trận đấu. Mình nghĩ hưng phấn của mỗi cầu thủ cũng là một yếu tố định cho cái thành công của cầu thủ ở những giải đấu lớn, không phải là những cái nhịp độ hay là những cái phong cách thi đấu nó quá những phương pháp đúng nhá. Mà dù sao thì Bia cũng là một môn cao của sự chính xác và sự tỉ mỉ, cho nên là thực tế thì cái phong cách đánh chậm và tỉ mỉ như này đã đem lại thành công cho cầu thủ Phương Nam đến bây giờ, cho nên là mình không thể nào mà phủ nhận được nó. Cái gì tốt cho từng cầu thủ thì họ sẽ áp dụng thôi. Chờ xem cái tình huống bi số 8 với bi số 9 kia. Cái này thì riêng là bi số 5 này thì cũng đã khá là nặng để cái thủ ra đường bi số 6 rồi. Cú trô về thôi chứ không thể đánh con bị cái sang càng gần bi số 6 hơn được. Cái bi này có bi số 6 cũng khá là nặng để điều với bi số 7 đấy. Và như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ phải đánh bên bi số 7 ở một má khá mỏng. Như vậy là cái việc điều ra góc đẹp nhất để cộng bi số 8 và bi số 9 đó.
vậy là cái thủ phạm phía Nam sẽ thực hiện được một cú đánh cộng bi. Và cộng bi này sẽ phải cộng hơi bị nghịch một chút vì cộng vào phía bên phải của bi số 8 và phía dưới của bi số 9. Với việc con bi số 9 rất gần lỗ rồi thì cái thủ phạm phía Nam đã không bỏ lỡ. Và xử lý mỏng con bi số 8 chính xác. Đưa bị cái đi hai băng dài và điều chỉnh tóc con bi số 10, tỷ số sẽ được nâng 2 cho cái thủ phạm phía Nam. Rồi, 3-2. Một chấm của thủ phạm Phương Nam. Như vậy là đến thời điểm này thủ phạm Phương Nam đã đi được 2 chấm rồi. Rồi, bây giờ thưa các bạn là cơ thủ phạm Phương Nam đánh gậy exit và ngọn city của Phương Đếch. Chúng ta có thể nhìn nhanh sang cái bảng tỷ số của trận chung kết nội dung chính bi. Hiện nay cầu thủ Nguyễn Xuân Chính đang dẫn trước cầu thủ Đỗ Thế Kiên tỷ số 1-0. Lại là cú phá khoan ở bi nào của cầu thủ Sơn Đắc Tiến. Chúng ta nhớ là cầu thủ Dương Đức Tiến mặc dù đã có 2 điểm nhưng mà anh mới chỉ thực hiện có 2 cú phá và 3 cú đánh ăn bi thôi. Tiếp tục thi đấu trên bảng số 5, chúng tôi xin mời hai vận động viên Nguyễn Đức Trung của Bình Dương và Phùng Văn Quý của Vĩnh Long. Anh đã thực hiện 3 cú phá rồi, 3 cú phá. Đó, anh mới chỉ ăn con bi số 10 ở bảng đầu thứ 2. Và con bi số 7, số 9, số 10 ở ván đấu thứ 3 thôi. Đâu là đất diễn hoàn toàn thuộc về cầu thủ Phạm Phương Nam. Thời gian mà cầu thủ Phạm Phương Nam đánh trên bảng có thể lên đến 80%. Chúng ta thấy cầu thủ Phạm Phương Nam đã thiện pha thủ bi tốt, đưa con bi cái ra sau con bi số 4. Cái này là tính phản động với khá nhiều áp phê của cầu thủ Dương Đắc Tiến. Và không thành công, tiếng la băng quá khó mà cầu thủ Dương Đắc Tiến đã không thực hiện thành công. Đây sẽ là cơ hội để cầu thủ Phạm Phương Nam dọn bàn. Đường đi này thì không có gì khó khăn cả, chỉ cần kỹ đúng các má điều. Cũng đâu có chậm lắm các bạn nhỉ, cũng đâu có chậm lắm.
Trận chung kết diễn ra được hơn 30 phút và đã có chuẩn bị có 5 ván đấu rồi. Như vậy là vòng 1 giải vô địch quốc gia không có nội dung của nữ. Phạm Vân Nam sẽ phải thực hiện một cú đánh bằng lết rồi. Châu có bị cái về điều 19 ở lỗ dưới phía bên phải và phía bên trái. Vốn Châu hơi bị thiếu lực của Nam rồi. Vậy là cái má đánh bên số 9 này rồi, má hơi bị mỏng một chút, phải đưa bị cái đi 2 bậc đều có bị số 10. Hơi bị dày bên số 9 ăn ngọt nữa mong của băng ngắn. Và tỷ số được nâng lên 4-2 cho cầu thủ Phạm Phương Nam rồi, một tình huống khá bi quan bi nào của thủ Dương Đắc Tiến. Và cầu thủ Phạm Phương Nam thực hiện một pha thủ bìa của bi số 1 rất ác, ép cho cầu thủ Dương Đắc Tiến à, bằng lỗi và dụng tình nâng tỷ số 4-2. Thưa bạn là các trận đấu của nội dung 10 bi ra sẽ được theo thức loại trực tiếp, tức là ai thua là sẽ bị loại luôn. Chúng ta thấy cú phá của thủ phạm Phương Nam rất tốt, tuy nhiên lại không ăn được bi nào cả, có hai tia con bi đi vào lỗ giữa bàn nhưng mà đều không ở giữa lỗ mà lại ra vào mắt và vào mong là không rơi các bạn, đặc biệt là con bi số 7 vừa rồi con bi đáng tiếc. Còn về việc cả kiểm soát bi cái ở giữa bàn thì cầu thủ Phạm Phương Nam thực hiện tốt. Tấn công luôn cái đi số 1 rất hay, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem thứ này việc điều để chọn má điều có đi số 3 là khó các bạn nhé. Con đi số 3 đang ở rất gần đi số 5 và theo tôi thấy là nó sẽ không có má để đánh vào lỗ phía trên bên trái đâu, có lẽ sẽ phải là một cú đánh nhiều băng và đưa bi cái phía trên con đi số 3, con đi số 3 vào lỗ dưới bên trái. Đúng rồi, như vậy là một cú đánh Chobi với lực áp phê lớn và gãi vào con bi số 5, đẩy con bi số 5 ra và lấy má đánh bằng con bi số 3 vào lỗ góc phía trên trái. Tình huống xử lý tốt của cầu thủ Dương Bắc Tiến. Mi số 6 kia cũng ở vị trí khá là khó và khi điều mi số 6 đó chắc chắn là các cầu thủ sẽ phải ưu tiên việc điều ở cách gần.
Khoảng cách như này là khá ổn. Biệt là với việc con bi số 7 đang ở gần cửa lỗ như thế kia, chỉ được ăn con bi số 6 là được con bi số 7, không vấn đề gì. Cầu thủ Dương Đắc Tiến đã thực hiện con bi số 6 rất hay. Va chạm nhẹ vào combi số 8. Nhưng mà có lẽ má này sẽ còn đẹp hơn là má nếu mà không va chạm. Vâng, như vậy rất hay, cầu thủ Dương Đắc Tiến đã rút ngắn tỷ số xuống 3-4 sau cú phá không ăn bi nào của Phạm Phương Nam. Anh đã dọn bàn rất hay, dọn bàn tình huống rồi rất hay, đặc biệt là cú đánh combi số 2, gãy combi số 3 và combi số 5. Như vậy chúng ta sẽ có khoảng thời gian nghỉ ít phút giữa trận đấu này. Cứ 7 ván đấu thì sẽ nghỉ giải lao. Thưa bạn, song song với trận đấu này, chúng tôi đang gửi đến các bạn luồng của trận chung kết trận đấu giữa cơ thủ Đỗ Thế Kiên và cầu thủ Nguyễn Xuân Chính ở nội dung 9B. Ở trong trận đấu đó thì chúng ta có thể thấy là cơ thủ Đỗ Thế Kiên đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Thank you.
Thưa bạn, chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này. Ở ván đấu thứ 8 thì cầu thủ Dương Đắc Tiến là người phá bi. Một cú phá bi ăn được con bi số 8 rồi. Hình bi này là tốt, hình bi này là đẹp để cầu thủ Dương Đắc Tiến có thể thực hiện pha bi chấm. À, như vậy là tình huống này là tình huống mà cái thủ Dương Đắc Tiến có vẻ như là sẽ không có má trực diện để ăn con bi số 1. Đang tính toán xem nó có thực hiện pha nhảy bi hay không. Không, tôi nghĩ là tình huống này sẽ là tình huống nếu mà không có má ăn thì sẽ thủ bi thôi. Cân con bi số 1 xuống băng ngắn phía dưới bàn và con bi cái sẽ lên phía con bi số 6 kia. Này cũng là tình huống xử lý tốt, nhưng mà có lẽ là cầu thủ Phạm Phương Nam cũng có má ở phía bên trái của mình số 1 để có thể chạm được. Sẽ thực hiện cú A băng các bạn. Như vậy là không còn má và cầu thủ Phương Nam sẽ thực hiện cú A băng. Cái băng này thì anh hoàn toàn có thể gọi bi số 3 được, vì con bi cái hoặc con bi số 1 sẽ đi về hướng con bi số 3. Như vậy là một tình huống A móc con bi số 1 lên trực diện, tạo cú hướng khá xa con bi số 1 và bi cái gần với cả băng ngắn phía dưới thôi. Đây là cú đánh mà cầu thủ Dương Đắc Tiến có thể tấn công được đây. Số 1 hơi bị dày của cầu thủ Dương Đắc Tiến rồi. Nên là việc va chạm vào con bi số 7 đã khiến cho con bi số 1 đã được bảo vệ bởi con bi số 4 rồi. Đây là tình huống mà cầu thủ Phạm Phương Nam cũng không thể tấn công được mà phải thực hiện một cú đánh mỏng thủ bi. Như vậy là cầu thủ Dương Đắc Tiến vào bàn và thực hiện pha tấn công bi số 1 không được tốt, và cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ có cơ hội dọn bàn đấy. Một tình huống đánh tình huống rồi, tình huống đánh cộng con bi số, con bi ở lỗ góc đó, hôm nay con bi ở lỗ góc đó là con bi số 3 rồi, trọng tài đã che mất cái lỗ đó. Như vậy hình bi này là thuận lợi thì cầu thủ Phạm Phương Nam có thể dọn bàn rồi. Hello. Bác Victor xin thông báo
cơ thủ có thành tích ở hai nội dung snooker và môn chính vi. Đúng 16 giờ chiều hôm nay, ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ phát thưởng cho hai nội dung snooker và môn chính vi. Đại diện các hãng cũng có thành tích chúng ta có mặt đúng giờ để ban tổ chức trao giải. Có vẻ đây cũng sẽ là một má thuận lợi để điều con bi số 4, bi số 5. Tuy nhiên cái việc điều con bi số 5 ra con bi số 6 này, cầu thủ Phạm Vương Nam sẽ phải lựa chọn má khá tốt. Sẽ phải là một cú đánh gần như thẳng với con bi số 5 thì thực hiện một pha trô về điều con bi số 6 sẽ là thuận lợi. Ở cái góc bi như này thì chắc chắn là sẽ là một cú trô về phía bên phải con bi số 6 và đánh con bi số 6 vào lỗ góc phía trên bên trái. Nhờ thấy bạn cơ thủ Tuấn Con thì đã có vé ở vòng 2 rồi cho nên anh sẽ lấy vòng 1. Cơ thủ Tuấn Con thì đang trên đường sang Mỹ để tham dự hai giải đấu ở bên Mỹ rồi. Tình huống thẳng tắp con bi số 7 như này sẽ trô về vào cái điểm mà đúng vào cái điểm con bi cái đang dừng đó thì sẽ là thuận lợi đánh con bi số 9 và vách hơn một tí. Này có lẽ cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ đẩy nhẹ con bi cái lên để điều con bi như là số 10 vào lỗ giữa bàn thôi, đánh tâm bi và thực hiện rất chính xác. Ở trường hợp của cầu thủ An Nhiệt thì mình chưa biết các bạn ạ, tại vì là cầu thủ An Nhiệt nên đánh nội dung 10 bi vòng 1 có được vào thẳng vòng 2 chưa, rất có thể ban tổ chức nhầm lẫn, nhưng mà mình cứ chờ xem thôi. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho cầu thủ Phạm Phương Nam rồi. Vừa rồi là một tình huống thủ bi qua lại ở con bi số 1 và đến khi mà cầu thủ Dương Đắc Tiến đã thực hiện con bi số 1 ở khoảng cách xa thì Phương Nam đã vào bàn từ số 3 sau đó dọn bàn. Vâng, mỗi khi mất ngủ thì xem trận đấu của anh Nasip. Không bị số 9, các bạn có thể thấy là tia phá của cầu thủ Phạm Phương Nam cũng tốt. Hai con bi đều có tia vào lỗ giữa bàn và đều đã rơi. Con bi số 1 thì đứng ở gần lỗ góc phía trên bên trái và con bi cái thì ở giữa bàn. Con bi số 2 và con bi số 3 thì cũng đều ở gần lỗ rồi. Đây vốn bàn rất là đẹp. Và với việc con bi số 3 kia với cả lỗ góc trên bên trái thì cầu thủ Phạm Vương Nam hoàn toàn có thể sử dụng bên số 2 để gãi con bên số mà con bên số 8. Một cú đánh dựng băng lên 1 đến 2 băng để gãi vào phía dưới con bên số 8 và đẩy con bên số 5 ra gần lỗ giữa bàn. Đây là một cú đánh hợp lý. Và cú đánh này thì va chạm vào phía dưới bên trái của con bên số 8 theo góc nhìn của chúng ta sẽ là hoàn hảo, tại vì khi tình huống đó thì con bi cái cũng sẽ tưng ra phía gần con bi số 7 và không bị đu bi số 3 đánh bi số 3.
Mùa như vậy là cú đánh mạnh hơn. Và việc gãy ở bên trong của con bi số 8 và con bi số 5 như thế này thì có lẽ là bị đuôi sẽ con bi số 6 nữa. Đây sẽ phải là một cú đánh A băng để ăn con bi số 3, đưa bi cái đi lên bi trên để nếu vòng 2 vô địch quốc gia dự kiến đánh vào tháng 6 năm nay các bạn nhé. Mình nghĩ đây sẽ phải cú đánh với lực khá lớn đấy, đưa con bi cái đi 3 đến 4 băng. Anh quyết định đánh với lực mềm, và cái là cái điểm mà cầu thủ Phạm Phương Nam xác định ở trên băng đó chính xác, nên anh đã thực hiện là công vừa rồi không hoàn toàn phải là nhiều phê. Đầu tiên là cũng phải bảo điểm ở trên băng chuẩn đã, không có phí để phi nhiều thì cái cảm giác thủ. Và theo danh sách của các cầu thủ tham gia 10 bi này thì có cầu thủ Bùi Trường An, cầu thủ Đặng Thành Kiên và cả cầu thủ Đỗ Hoàng Quân nữa đều tham gia. Chỉ còn 4 bi thôi và cầu thủ Dương Đắc Tiến đang chuẩn bị rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Chúng ta thấy là trạng thái thi đấu khá là bình tĩnh của cầu thủ Dương Đắc Tiến khi đối đầu với cầu thủ Phạm Công Lam. Như vậy là một tình huống va chạm không tốt của bi số 8 và đẩy con bi cái vào gần băng. Không hiểu sao anh không đẩy con bi cái lên vượt qua con bi số 8 và mở áp phê ra điều con bi số 7. Anh này là tình huống va chạm con bi số 8 như vậy. Bi này là khó đây. Vậy là vẫn thành công. Đánh con bi số 7 thẳng tắp và cầu thủ Dương Đắc Tiến đã thực hiện hoàn hảo. Tốt, màn hình dọn bàn tốt của cầu thủ Dương Đắc Tiến, tỷ số được rút ngắn xuống 4-5. Như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam vẫn chưa thể nào mà có được điểm hit. Vừa rồi chúng ta có thể thấy là một tình huống cầu thủ Phạm Phương Nam đã điều con bi số 2 với mục đích gãi con bi số 5 và con bi số 8, nhưng mà anh đã thực hiện không tốt, làm một tình huống bị đu con bi số 3. Chúng ta còn đến ván đấu thứ 10 và người phá bi sẽ là cầu thủ Dương Đắc Tiến, tỷ số là 4-5. Một hình bi tốt, cú đánh một cú phá bi mà đưa con bi số 9 về lỗ giữa bàn về bên phải. Hình bi này là khá tốt, tuy nhiên là các cú đánh của Dương Đắc Tiến sẽ phải rất lưu ý đến cái việc mà một cái hàng con bi xếp ngang bàn ở con bi số 10, con bi số 3 và con bi số 8 kia sẽ phải né những con bi đó, những đường nhiều bi. Thì cũng va chạm con bi số 10 rồi và đẩy con bi số 10 ra một cái vị trí gần con bi số 3. Như vậy là thứ điều con bi số 3 sẽ khó hơn rất nhiều đây. Ừ.
Đúng là cú đánh đó là cú đánh khó, và điều con bi số 10 bị di chuyển ra phía dưới con bi số 3 như vậy thì bị hạn chế cái khoảng bình của con bi số 3 rất nhiều các bạn. Vậy là cái lực trô về của cầu thủ Dương Đắc Tiến vừa rồi đã hơi bị hóa, và con bi số 3 ra đuôi sau con bi số 8. Sẽ phải là một cú nhảy bi đây, cú nhảy bi này thì khả năng thành công là không cao. Chỉ nhảy chạm được con bi số 3 thôi, và Dũng Dương Đắc Tiến đã bỏ lỡ cơ hội cho ván đấu này. Đây là cú đánh mà cầu thủ Phạm Phương Nam có thể thực hiện một cú đánh mỏng con bi số 3 đưa bi trái đi hai băng vào điều con bi số 4 với một lực êm, một lực tương đối nhẹ. Tuy nhiên là anh cũng có thể tính đến một cái đường xòe con bi cái ra nhiều hơn và chạm con bi số 10 kia, dùng con bi số 10 làm phanh để nhịp con bi số 4 qua khe bi số 5 và bi số 6. Rồi như vậy là mọi cái tính toán của tôi đều không đến được tai của thủ Phương Nam. Có lẽ là cảm nhận của anh cú bi cú đánh con bi số 3 vừa rồi là rất mỏng và khó, rất khó thể kìm lực để đánh con bi số 4. Nhưng mà pha thủ bi của thủ Phạm Phương Nam thì hôm nay là pha thủ bi hở rồi. Đây là tình huống mà cầu thủ Dương Đắc Tiến có thể đánh con bi số 3 ở khoảng cách xa. Tiếp tục thi đấu trên hàng số 12 nhận 12 cầu thủ Chúng Bùi ta có Thế thể liếc Dũng sang bàn bên cạnh là đang ở bàn hàng diễn ra số trận chung kết 16 nội dung 9B thì hai cầu thủ vẫn đang giằng co nhau tỷ số là 3 đều. Như vậy cầu thủ Nguyễn Xuân Chính của đoàn Hòa Bình đang có màn thể hiện rất tốt trước cầu thủ Đỗ Thế Kiên của đoàn Hà Nội. Rồi, cú đánh bi số 3 với một kỹ thuật áp phê còng của cầu thủ Dương Đắc Tiến nó không thành công. Cú đánh ở khoảng cách xa và cầu thủ Dương Đắc Tiến vẫn cố thực hiện một cú đánh với lực lớn và áp phê còng. Cú đánh như vậy thì độ chính xác sẽ bị giảm đi rất nhiều. Một tiếng chỉ lỗ bi số 3 vào lỗ góc phía trên bên tay phải. A băng các bạn ạ. May mắn rồi, may mắn là bi số 3 bi cái đã chạy ra đuôi sau con bi số 6. Thiếu nhảy bi với ý đồ tấn công, với ý đồ đánh con bi số 3 vào lỗ góc phía trên bên phải nhưng mà đã không thành công. Cú nhảy bi khó khó mà có thể thành công được. Đang chờ xem phương án của thủ phạm Vân Nam là gì. Thế vị trí đặt cầu tay để đánh con bi số 3 này không dễ. Tuy nhiên là nếu mà đặt cầu tay cao và thực hiện một pha đánh con bi số 3 lên lỗ góc phía trên bên trái và trô về thì nó sẽ là một tình huống bi thuận lợi. Như vậy là cầu thủ phạm Vân Nam với lực đánh như vậy thì anh chỉ muốn đánh một cú đánh thủ bi mà thôi. Sẽ lại là một cú nhảy bi đến từ cầu thủ Dương Đắc Tiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tình huống vừa nhảy bi vừa a băng. Cú đánh với trí tưởng tượng khá cao của cầu thủ Dương Đắc Tiến thì vừa rồi, nếu như mà không nhảy bi trực tiếp được thì nên cố gắng thực hiện cú a băng từ băng dài phía bên phải kia thì khả năng thoát được bi lỗi là cao hơn. À, chúng ta chờ xem tình huống này, chúng tôi Phạm Phương Nam xem xét là cái bi số 5 thì có đường để vượt qua bi số 6 và lỗ dưới bàn không, lỗ phía dưới bên tay trái này hay không. Vậy là chủ định đẩy cái bi số 5 lên để đánh vào lỗ góc phía trên bên trái. Cũng có thể đánh vào lỗ giữa bàn được. Tốt rồi, đây là tình huống mình đi số 7 mà không bị tí vướng víu gì cả. Thế là cũng không bị có tay trong con số 10 nữa. Đây là một vị trí tốt nhất để đánh con số 7 rồi. Đồng thời muốn đánh con số 7 của thủ Phạm Phương Nam đã không có được độ tĩnh các bạn. Đánh xong là thấy có vẻ rung rinh luôn. Con bi số 7 vừa rồi cũng hơi bị vào dày và băng dài phía bên trái nhưng mà vẫn rơi. Cú đánh thoát tay con bi số 8 đưa bi cái đi 3 băng của bi số 10. Vậy là tỷ số sẽ được nâng lên 6-4 cho cầu thủ Phạm Xuân Nam. Thấy mặc dù cầu thủ Dương Đắc Tiến đã ghi được đến 4 điểm trong trận đấu này nhưng mà anh không có nhiều cú đánh ở trên bàn. Anh có một cú một ván thì nhặt con bi số 10 lẻ của cầu thủ Phương Nam và sau đó là ván tiếp theo là nhặt 3 bi. Có một ván dọn bàn tốt thôi, còn đâu là 3 ván nhặt sót của cầu thủ Phương Nam. Như vậy điều đó cho thấy là cầu thủ Phạm Phương Nam vẫn là người chiếm quyền chủ động trong trận đấu này. Chúng ta còn đến với ván đấu thứ 11 và cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ là người phá bi. Cầu thủ Phạm Phương Nam là một cầu thủ chuyên nghiệp và có những cú phá 10 bi được tập luyện rất kỹ các bạn nhé. Đó, một cú phá 10 bi với lực trung bình thôi, không quá mạnh và ăn được một bi vào lỗ giữa bàn. Như vậy con bi số 2 cũng rơi xuống lỗ cuối bàn phía bên phải rồi. Và quan trọng của các cầu thủ Phạm Phương Nam đó là hai con bi được hướng vào lỗ giữa bàn. Và bi thái sẽ nảy lên một chút và dừng lại ở phía giữa bàn luôn. Vì cái hình bi số 1 này là xấu rồi, cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ không thể thực hiện một đánh a băng hay là gì cả. Anh sẽ thực hiện một cú đánh an toàn. Không, như vậy là một cú đánh
A Băng, A Băng đẩy con bi số 3 vào vị trí khó. Có lẽ vừa rồi mục đích của Phương Nam sẽ là A Băng con bi số 1 lên đằng sau con bi số 3 cơ, nhưng mà anh đã không hiện thành công. Ồ, như vậy là cầu thủ Dương Đắc Tiến đã vào bàn và thực hiện pha thủ không tốt rồi. Đây là cú đánh mà ở má con bi số 1 để cầu thủ Phạm Văn Năng có thể đánh vào lỗ phía trên bên tay trái. Một tình huống đánh bi số 3 mà cầu thủ Phạm Vân Nam đã phải có tay ở phía trên con bi số 5 và thực hiện một cú trô đi cái về hướng con bi số 5 để đánh bi số 5 vào một trong hai lỗ cuối bàn. Cầu thủ Phạm Vân Nam đã thực hiện không thành công con bi số 3 đi lắc lỗ. Và như vậy là cơ hội sẽ trao lại cho cầu thủ Dương Đắc Tiến trong bàn đấu này. Cái việc mà chọn má con bi số 3 ra con bi số 5 này vô cùng quan trọng, tại vì sau khi đánh con bi số 5 sẽ phải điều con bi số 6 ở một vị trí khó. Rồi, má này là xấu rồi, má này là xấu để điều con bi số 6 rồi. Với má vạch xuống dưới như thế này thì cầu thủ Dương Đắc Tiến sẽ không thể điều con bi số 6 vào lỗ góc phía dưới phía bên tay phải được. Trừ khi anh thực hiện một cú đánh đánh con bi số 5 vào lỗ giữa bàn và ép bi cái thật nặng, đưa bi cái đi ba băng thì mới có thể điều lên con bi số 6. Vâng, và anh đã thực hiện không thành công ngay con bi số 5 rồi. Vừa rồi là tình huống mà phải rất kỹ càng ở con bi cái, và cầu thủ Dương Đắc Tiến đã hy sinh cái độ chính xác khi mà đánh con bi số 5. Cầu thủ Phạm Vân Nam đang xem là con bi số 5 này có đường đánh va vào con bi số 9 hay không, có đường riêng hay không. À, như vậy là một tuyến cộng bi và đó là một cú cộng bi thành công. Bây giờ vẫn lại là một tình huống nữa, mà thậm chí còn thêm một tình huống nữa, đó là tình huống phải cộng con bi số 7 và con bi số 9. Được điều ra con bi số 6 này bây giờ lại còn quan trọng hơn cả và cái tình thế lúc nãy nữa. Và đây là một cái má mà không còn đường đánh con bi số 6 rồi các bạn. Chỉ có thể chạm vào má bên trái con bi số 6 và thủ bi thôi. Như vậy là cầu thủ Dương Đắc Tiến đã thực hiện một cú cân con bi số 6 lên. Sau khi đi hai băng này cơ, con bi số 6 lại chạy về một vị trí thuận lợi để cầu thủ Phạm Phương Nam có thể đánh ăn được. Thậm chí tình huống này còn là tình huống mà cầu thủ Phạm Phương Nam có thể dựa nhiều về con bi số 7 cộng 9. Hoặc nếu không muốn như vậy thì anh có thể trô con bi cái về phía trên con bi số 7. Không, như vậy sẽ là một tình huống đánh ngang nhẹ nhàng thôi để điều con bi số 7 cũng đã không.
Đúng là chỗ về. Một quyết định hơi bị không biết là cầu thủ Phạm Quang Nam thực hiện gì với ý đồ đó, nhưng mà đó có thể nói là một tình huống hơi bị nửa vời nếu mà tính về cái phương án thực hiện. Còn lựa chọn thì chắc chắn là chọn một trong hai rồi. Và đến khi thực hiện lại làm một cú đánh đưa con bi cái về khoảng chính giữa mặt con bi số 7 và va chạm vào con bi số 7. Vừa rồi thì có lẽ là cầu thủ Phạm Phương Nam đã có ý đồ là đánh sướt con bi số 7 ăn con bi số 9, nhưng mà cú đánh vừa rồi là cú đánh rất khó thực hiện thành công. Bây giờ là cú đánh đục gậy và chô con bi cái về băng dài và băng ngắn điều con bi số 8. Vâng, cú đánh hay, cú đánh cực kỳ hay và chính xác của cầu thủ Dương Bắc Tiến. Phá đánh mỏng con bi số 8 vào lỗ góc phía bên phải. Bi cái từng hai băng đều con bi số 9, như này là thuận lợi để cầu thủ Dương Đắc Tiến có điểm số thứ 5. À, như vậy là một tình huống hy hữu xảy ra các bạn ạ. Ngay ở trận đấu đầu tiên của nội dung 10B này thì cầu thủ Dương Đắc Tiến đã có một tình huống ăn bi số 10 nhưng anh không chỉ lỗ. Như vậy là quyền đánh con bi số 10 này lại trao lại cho cầu thủ Phạm Phương Nam rồi, đặt con bi số 10 lên và điểm cuốn bàn, và cầu thủ Nam sẽ đánh tiếp ở cái vị trí dừng lại của mi cái. Tiếp tục thi đấu trên nền số Rồi, 16 như vậy là rất đáng tiếc, rất Phạm tiếc cho Văn cầu thủ Trương Dương Đắc Minh Tiến ở cuối cùng vừa rồi thì anh đã mắc và một lưu sai ý lầm ngoài khá rõ là thiếu kinh nghiệm. ở được trận một và Và xin chúc mừng cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ bước tiếp vào vòng 2 của giải này. Và hy vọng là anh Phạm Phương Nam sẽ giành được vé vào chung kết. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các trận đấu thuộc nội dung 10B của vòng 1 giải vô địch quốc gia trong trên luồng live này của Aspen Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và xin hẹn gặp lại.